tai nạn xảy ra tại một ngã tư ở khu vực trung tâm hành chính Bà Rịa Vũng Tàu vào sáng 30 tháng 10. Tài xế ô tô hiệu Lexus vượt đèn đỏ, hút thẳng vào hông xe tải đang di chuyển theo hướng Dung Quốc. Tất cả cốt truyện vụ va chạm được camera hành trình của chiếc ô tô đi sau xe tải ghi lại. Sau tai nạn, tài xế xe tải bước xuống nhờ tài xế xe sau trích xuất camera. Lái xe này hối hả cắp vào lề, lấy đoạn clip của vụ việc để hỗ trợ. Có camera hành trình, có lẽ tài xế Lexus không thể chối tội. Dân mạng để lại nhiều bình luận khác nhau về tình huống trên. Nhiều ý kiến cho rằng tài xế Lexus vượt đèn đỏ cộng thêm việc bị xe 16 chỗ làm khuất góc nhìn nên đã lao thẳng vào xe tải. Ngoài ra đó, một số bình luận nhận xét tài xế xe tải đã đi đúng nhưng gặp xui xẻo.